Xin chào tất cả các quý khán tính giả đã trở lại với chương trình của The USKT News và trả lời bản tin của Zachary. Tổng thống Trump đang tìm kiếm các phán quyết từ tối cao pháp viện về cuộc đột kích của FBI vào Mar-a-Lago. Thông báo các lực sư của mình trong một đơn kháng cáo gửi cho thẩm phán Thomas Clearing, vốn được Tổng thống George Bush bổ nhiệm. Tổng thống Trump cho rằng tòa án Phúc Thẩm đã hành động không thỏa đáng khi chặn một phần lệnh được đưa ra từ chuyên gia đặc biệt. Tức bên thứ ba độc lập vụ quán. Hôm ngày 5 tháng 9, thẩm phán địa hạt liên quan Alien Cannon đã bổ nhiệm một chuyên gia đặc biệt. Đồng thời vì thẩm phán do cựu tổng thống Trump bổ nhiệm này đã cấm với chính phủ sử dụng cái hồ sơ có đánh dấu mặt thu giữ từ Moalago như một cuộc điều tra hình sự nhằm vào ông. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái sự kiện mà họ sử dụng cái hồ sơ ngoài, tức là lợi dụng, đó, thừa nước đục thả công. Đi lấy tài sản, tịch thu lại tài sản, đóng hoạt, mở hoạt là của chính phủ Được liệt vào dạng là mật Nhưng mà by the way sử dụng cái tài sản đó để có mục đích riêng Đó là cuộc điều tra mà không được cấp giấy phép của cuộc điều tra Tuy nhiên cho đến ngày 15 tháng 9 Lệnh bổ nhiệm của thẩm phán Raymond Daria làm chuyên gia đặc biệt mới thực sự được đưa ra Các luật sư của Tổng thống Trump cho biết Bộ tư Pháp đã kháng cáo lệnh đầu tiên nhưng không kháng cáo lệnh thứ hai. Và theo luật của liên bang, các lệnh bổ nhiệm chuyên gia đặc biệt không thể kháng cáo. Lệnh bổ nhiệm là hoàn toàn không thể kháng cáo trên một cơ sở tạm thời, chưa bao giờ được đưa ra trước tòa án phúc thẩm khu vực 11. Tuy nhiên, tòa án khu vực 11 đã cho đình đã cho phép đình chỉ các lệnh bổ nhiệm chuyên gia đặc biệt, thực sự gây ra ảnh hưởng đến tính liêm chính của chính sách vốn được soạn thảo, hoàn thiện để chống lại việc đánh giá phúc thẩm như một vụ án tại tòa bỏ qua sự xem xét thận trọng toàn diện của tòa án địa hạng mà không có lý do biện minh việc đình chỉ không chính đáng này nên được quỷ bỏ và nó làm ảnh hưởng đến công việc liên tục nhạy cảm và thời gian của chuyên gia đặc biệt hơn nữa bất kỳ cái giới hạn nào đối với việc đánh giá hoàn toàn những minh bạch các tài liệu bị thu giữ trong cuộc đột kích bất thường một tư gia của tổng thống trump đều xói mòn vào cái niềm tin của công chúng và hệ thống công lý đó là câu chuyện mà tổng thống Trump sẽ đưa lên cái tối cao pháp viện. Ông Thomas sẽ nhận được đơn kháng cáo bởi vì ông là thẩm phán được định chỉ tòa án phúc thẩm 19 khu vực 11. Ở khu vực 11, ông có thể bác bỏ đơn kháng cáo hoặc chuyển toàn bộ tòa án xem xét. Đơn kháng cáo này không nhằm vào phần khác của phán quyết tòa phúc thẩm mà chỉ nhằm vào một phần, đó là phần đầu tiên, lệnh đầu tiên của bà Kenyon có thể được kháng cáo những vấn đề về quyền hay không. Đó là câu chuyện của đội USKT News. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo. Chào tạm biệt.